Ok, và anh em đã quay trở lại với cả channel mình và mình là Phong đây. Thì ngày hôm nay mình rất cảm ơn bạn Văn Tiến Junio đã tài trợ chương trình này. Cảm ơn bạn rất nhiều khi đã gửi cho mình mượn nick trong cái thời điểm mà mình đang bị ý tưởng. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một con hàng mới nhất ở trong box Derby đây. Đó chính là Cudi Gakpo với 1m89 và 23 tuổi, thuận chân phải, mùa thể highlight. À, một cái chiều cao cũng như là một độ tuổi rất là trẻ đối với cả Gakpo. Style là prolific winger, có thể đá được tiền đạo chạy cánh trái thôi. Nhận thức tấn công 83, điều khiển bóng 83, rơi bóng là 86, xử lý không gian hẹp là 80, chuyền thấp là 78 và chuyền bồng là 77. Dứt điểm là 83, cũng dứt điểm khá là tốt này. Chung là bộ chỉ số cầm bóng nhưng mà dứt điểm cũng ok la đấy. Khả năng xuất phạt là 79 và độ xoáy là 78. Tốc độ là 86, tăng tốc là 84, lực sút là 85, bật nhảy là 58, tỷ đề là 67, thăng bằng 79 cùng với cả cái thể lực là 83. Nói chung là một bộ chỉ số khá là đều của Cudi Gakpo. Với những skill như Six Shot Fire này, Double Toot, Cut Behind Turn, Soul Control này, cửa lòng ngoài vòng cấm này, Dipping Shoot cùng với cả One Shot Pass. Nói chung là cũng có skill về cầm bóng như là để dứt điểm, Two Passing, Whistle Pass và Pit Boy Crossing. Ô, cái bộ kỹ năng của Cudi Gakpo là rất là đều nha anh em ạ. Khi mà Gakpo có cả về mặt kỹ thuật cũng như là có khả năng truyền bóng cũng như cả là về skill dứt điểm, một bộ chỉ số cũng ổn ổn và những cái bộ skill khá là đẹp của Cudi Gakpo. Nhưng mà mình thấy ở trong cái phiên bản này, chúng ta thấy được rằng là Cudi Gakpo không còn hay được như là cái phiên bản World Cup Deep Line Forward nữa. Đây là Cudi Gakpo này, Cudi Gakpo và cửa lòng. Ui, cái dáng cửa lòng rất là nghệ đấy. Đâu rồi, Cudi Gakpo bó vào trong rồi nhưng mà không được. Phiên bản này thì mình cảm giác là Cudi Gakpo bộ với cái bộ chỉ số này nó còn không được gọi là đẹp nữa. Nếu mà bộ chỉ số này mà có cái style Deep Line Forward, đá ở vị trí tiền đạo như mình đã làm rồi của cái mùa thể World Cup, thì thực sự nó vẫn là rất là đẹp và rất là hay đối với Cudi Gakpo. Nhưng ôi giời, tình huống mà Drogba băng vào đánh đầu. Một nháy rồi, toang rồi, trận đấu này đi về đâu đây? Ui ôi, Drogba. Tôi bỏ qua, mình nói tiếp đến Cudi Gakpo. Khi mà đá cánh thì với cái bộ chỉ số này mình cảm giác không quá đẹp với Cudi Gakpo, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ có khả năng dứt điểm cùng với Cudi Gakpo là khá là tốt. Khi mà finishing là 85 cùng với cả được bổ trợ cho rất nhiều những skill về sút, thì Cudi Gakpo cũng với những tình huống ngoặt vào trong và đưa ra những đường dứt điểm thì khá là hay. Đây là Cudi Gakpo, tình huống đầu tiên của Cudi Gakpo, fake shot không thành công. Nhưng mà mình chỉ tiếc rằng là cái tốc độ của Cudi Gakpo không phải quá tốt và cái khả năng cầm bóng dây dắt của Cudi Gakpo cũng không phải quá dẻo để có thể cháo quầy ở được bên cánh này, khi mà chúng ta cũng chỉ có mỗi là double toot thôi để mà qua người. Đây là tình huống Cudi Gakpo thoát đi, ở trong là Alexander Arnold không làm được gì cả. Cudi Gakpo, mình sẽ thử tạt bằng Gakpo cho anh em xem. Ngoặt lại rồi, đây là đường tạt bóng của Cudi Gakpo. Nếu như ở trong là một tiền đạo bén trong những pha đánh đầu thì đường tạt bóng vừa rồi Cudi Gakpo là cực kỳ chuẩn mực. Chúng ta sẽ có bàn thắng, anh em thấy không? Cudi Gakpo bởi vì sao tạt tốt? Tại vì được bổ trợ rất nhiều những skill về truyền cũng như là về tạt. Cho nên là những cái tình huống chúng ta sử dụng Cudi Gakpo ngoặt ngược lại và tạt mạnh vào trong bằng chân phải là những cái tình huống khá là bất ngờ đối với đội bạn. Khi mà trước đây Cudi Gakpo cũng có được một cái phiên bản là cross back solid rồi thì anh em có thể hiểu là Cudi Gakpo cũng rất hay tạt. Cho nên là những cái đường tạt Cudi Gakpo đưa ra là khá là ổn định. Đây là Cudi Gakpo này. Ôi không qua được, anh em thấy không? Gakpo không quá nhanh. Nhưng mà không sao cả. Phiên bản này cũng gọi là một phiên bản dễ chơi, dễ trúng thưởng. Và anh em dùng được, nhưng mà để bảo là hay thì cũng không phải quá hay mà chỉ là ổn thôi anh em ạ. Những cái tình huống mà anh em vào ngoặt vào trong cứa lòng có lẽ là sẽ là hiệu quả nhất đối với Cudi Gakpo. Đây rồi, tình huống Gakpo thoát đi, double toot nào, double toot đây rồi, cứa lòng không vào nhưng bóng bật ra, đây là Perry. Ôi trời ơi, cuối cùng chúng ta thể thấy được rằng cái độ nguy hiểm của Cudi Gakpo là như thế nào. Khi mà chúng ta có khoảng trống để Cudi Gakpo đặt ra một đường cứa lòng thì thực sự là nguy hiểm, khi mà đã đánh bại cả thủ thành rồi nhưng cột dọc nói không. Tình huống mà Cudi Gakpo rất chống chải khi thoát xuống và pha cứa lòng cực chuẩn mực, nhưng mà cái cột dọc lại từ chối đi bàn thắng của Cudi Gakpo. Nhưng bóng bật ra đến chân của Perry,
và chúng ta đã có bàn thắng san bằng tỷ số, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Rất hay luôn. Có lẽ là mình thấy ở phiên bản này Kudigapo hay nhất, đó chính là những cái pha bóng ngoặt vào trong để cứa lòng, cũng như là để tung ra những cú dứt điểm trái phá bằng cái skill dipping shoot. Và một cái điểm khá hay nữa, đó chính là khả năng dốc xuống đáy biên và ngoặt ngược lại và tạt vào trong cho các tiền đạo băng vào đánh đầu. Một cái lối chơi rất hay với cả phiên bản Kudigapo này. Và đây thực sự là một phiên bản tốt, cũng như là một phiên bản hay dành cho các anh em fan của Liverpool, khi mà chúng ta chưa có một cái phiên bản nào đối với Kudigapo có trong mình cái màu áo của Liverpool cả. Thì đây là một cơ hội để cho các anh em fan của Liverpool săn được phiên bản này. Đây là Kudigapo và thoát xuống. Đấy anh em ơi, tốc độ không phải quá nhanh, cũng như là khả năng cầm bóng không phải là đỉnh cấp đâu. Nhưng mà đây là một phiên bản chơi khá là ok, khá là ổn áp luôn. Úi trời ơi, ui Fernando Torres, chả lẽ Fernando lại tạt nữa sao? Ôi trời ơi, không được. Chúng ta tưởng rằng ở trong Drogba sẽ lại đánh đầu vào, nhưng may rằng thủ thành Dida đã phá bóng tốt. Nguy hiểm một, chúng ta cầm bóng nhiều hơn, tỷ lệ cầm bóng chúng ta lên tới 61%. Nhưng mà Kudigapo đang hơi đen, phá cứa lòng của Gapo đã không đạt được những hiệu quả cao nhất. Đây rồi Mbappe, đây rồi cánh trống này, đây là Cody, không đến nơi. Bộ không quá nhanh của Cody, không thể làm chúng ta vượt qua được. Được rồi, từ từ chúng ta bình tĩnh. Mbappe, úi giời ơi, chuyển vội quá. Thì ra là rủ. Tuần thứ hai tuần này chúng ta cũng có khá là nhiều các phiên bản hay, như là cái bốc của Derby đây, England này, hay là bên cạnh chúng ta có một cái bốc gì đấy mình cũng không nhớ tên, như là Championship thì phải. Cũng là khá các cầu thủ ngon bổ rẻ cho anh em có thể sở hữu được. Và nổi bật đó chính là Leroy Sané hay là Joshua Kimmich, các thứ đấy anh em. Rất nhiều con hàng ngon. Đây là Kudigapo và xử lý không được. Và trong thời gian tới mình sẽ ra clip về những con hàng ở trong đấy. Và nếu anh em nào mà quay được ra những con hàng ngon thì đừng quên gửi cho mình qua fanpage để cho mình mượn nick để mình test thử anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều ạ. Để chú em đi, từ từ chúng ta phải phá bóng lên. Và phải tấn công chắc và tìm kiếm bàn thắng anh em ạ. Chúng ta hơi bí một chút. Đây là Perry. Ôi giời, không được rồi. Ôi giời, đường chuyền này thì đúng là ngáo ngơ thật. Nào Lisandro, Perry. Đúng rồi, chúng ta cần tìm Gapo. Chúng ta cần Gapo lên tiếng ở những cái thời điểm như thế này. Đâu rồi, đường chuyền như Kudigapo. Đây rồi, ôi không qua được người. Phạm lỗi rồi, ăn vạ rất nhanh. Hãy thử xuất phát bằng Kudigapo, liệu chúng ta sẽ có bàn thắng. Ôi, vuốt thế này thì thôi rồi. Vuốt thế thì gì lại còn liệu cái gì nữa. Đây là Gapo, ngoặt vào để cứa lòng từ xa. Kudigapo qua người không. Vẫn con này, đây rồi Kudigapo. Lại là David De Gea. Phải làm sao thì bóng vẫn có thể đi vào lưới đây, khi mà David De Gea chơi quá chắc chắn. Đây rồi, đường chuyền dài cho Kudigapo. Đường chuyền vào trong dành cho Thomas Müller. Đây rồi Kudigapo, khoảng trống còn rất nhiều, xử lý đi Kudigapo. Ui, lại là De Gea. Và bóng đó thì mình cũng sút ở cái góc khá là hẹp rồi. Ui tốt này Konate. Ôi nào, trời xong rồi, rồi 2-1 không chột, cũng ăn được thôi. Mbappe tuổi gì? Mbappe với cả M4B. Đúng rồi, đấy lại là đường bóng dành cho Kudigapo. Ngày hôm nay chúng ta dồn rất nhiều cho Kudi. Đây rồi, fake shot tốt và qua người. Đây là Kudigapo, thấy chưa anh em ơi, tốc độ không quá tốt, cho nên chen bắt kịp quá dễ dàng. Hiểu Mbappe thì chen, hôm trước mình làm chen thì không có tuổi đuổi luôn. Nhưng ngày hôm nay Kudigapo với một cái tốc độ không phải là quá tốt, thì những cái pha bứt tốc ở cánh cũng không phải quá hiệu quả. Đâu rồi, chế bắt bài kìa, ơi bắt bài này thì bắt bài, này thì bắt bài này, này thì bắt bài này. Kudigapo, khoảng trống dứt điểm, không thành công, việt vị luôn rồi Griezmann. Nhưng mà chúng ta thể thấy rằng Kudigapo đã có một pha xử lý bóng cực kỳ tốt, khi mà double tút qua rất nhiều cầu thủ và ngoặt vào trong để cứa lòng. Và dứt điểm cuối cùng thì không quá hoàn hảo. Đây rồi Gapo, theo, chúng ta một pha phối hợp cùng ở cánh cùng theo. Đây rồi, đây là Gapo này. Kudigapo, cơ hội cuối cùng cho Gapo. Vào bờ rào rồi, kết thúc rồi. Trời ơi. Wow.
Ok anh em ơi, trận đấu cũng đã kết thúc rồi. Nói chung thì Kudigapo ở phiên bản này là chơi được và chơi ổn, chứ để bảo là quá hay thì cũng không phải là quá hay anh em ạ. Nói chung là một phiên bản dễ chơi cho anh em fan Liver sử dụng. Còn giờ thì có lẽ mình xin kết thúc clip ở đây thôi. Nếu anh em có những ý kiến đóng góp thì đừng quên để dưới phần comment cho mình biết. Và đừng quên để lại một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình. Còn giờ thì bye bye.